Này có mắm ăn cơm ngon á cả nhà. Này, mình sẽ múc mắm ra. Múc vừa vừa thôi, khi nào mình ăn hết mình múc nữa. À, cái này mình đâu có hâm gì lại được đâu cả nhà. Mắm sống mà. Mình ăn lần bao nhiêu múc bao nhiêu thôi. Mình gắp đũa vô rồi mình đâu có đổ vô trong tô mình hâm lại được đâu. Chủ yếu là nước, nói chung là mọi thứ ít. Rồi. Quá ngon quá thơm, nghe cái mùi như cơm hơi khê khê ấy. Con thấy nó dãnh cơm trái lên luôn rồi nè mà, giống như bánh xèo luôn rồi nè. Dích lên dưới, dích 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 dưới lên trước còn coi cơm trái nè. Quá trời cơm trái. Này nó trái luôn á, chứ không phải quá trời, tính nhắc xuống cái tao quay quay chứ không phải là trái thường mà hồi mới nấy được luôn. Nhưng mới nhắc xuống không bao giờ nào luôn, mẹ nào luôn đâu. Cái sao mới nhắc xuống hậu là không được, một chút xíu à mới hạ xuống. Ừ. Thôi cả cả nhà biết là cơm nó bị khét rồi, không có khét mà nó dính nhiều cũng cháy. Cái này đi đi ghê vậy. Ngọc ăn không chưa chưa ngồi vậy mấy nó đang nóng anh răng đi rồi ăn cơm với mẹ luôn. Bánh tiêu xoài bánh tiêu mẹ hôm nay con lùn hơn xưa dữ hả? Ủa vậy thôi chưa đâu còn tóc cho nó mà dối tuốt tài non á, năm ngày năm nữa rồi mày khỏi vậy nữa để nghi như nữa nó cao mấy tám luôn á. Ừ bỏ vậy á, nó cao hơn bà luôn chắc con lên chắc rồi. Mày nghĩ cái tướng nó vậy mà làm sao mà ấy được. Ôi chưa má mẹ vui mẹ biết rồi mẹ biết từ từ dối với mẹ luôn hả. Nó bận tay nó chạy tùng tùng vậy ba nó dạo chỉnh chỉnh vậy là nó đẩy một cái là siêu mẹo tay là chấp trang tay thôi rồi khỏi cần thiết. Nhậu không nhậu không nhậu ừ, chào nhậu ha ngon nhậu không. Ông tới công chuyện ngày hôm với tôi nhưng mà cả nhà ăn cơm với ngăn nha, bây giờ là 11 giờ đúng rồi. Ngân làm đồ ăn xong xuôi hết rồi, Ngân sẽ giới thiệu món ăn cho cả nhà mình nha. Cái này là món bánh, hồi sáng Ngân đi chợ Ngân mua ăn sáng, bánh cam bánh còng, xôi nhồi bánh tiêu nhồi xôi. Còn đây là mì nấu, nói chung là xôi nhồi bánh tiêu, bánh tiêu nhồi xôi gì cũng là nó cái gì đây. Với lại ít cộng rau găm nè, rau găm đặng mình ăn không dịch lộn nha. Rồi sườn non ram với lại gỏi đu đủ thịt luộc có phổi heo đó, rau nêm đồ các thứ rồi vô mình trộn lên cho nó chua chua ngọt ngọt. Một tô mắm cá phèn nhưng mà mình không có đụng tới này, mình ăn hết mình mới múc ra riêng nha. Còn này là hộp vịt lộn đó, hộp vịt lộn thì ông Út cho bé Xu nè đó, nhưng mà Ngân luộc hết là Ngân với mẹ ăn chung luôn đó, 6 trứng ông Út tính phần hết rồi đó. Tại nói cho bé xui chứ mình cũng ăn ké luôn đó. Nhưng mà luộc lửa hơi lớn nó hơi bị nứt. Rồi chôm chôm tráng miệng đó. Nước đó con mày lấy nó nước trong ca cho con rồi chưa ta? Chưa lấy gì chưa hả? Cái ca đó của con, ca đó của con có này. Mỗi người ăn ca riêng này. Cái ca đó ca sạch của nó để đá vô cho nó đi mẹ. Ca đó đúng rồi. Cái này là canh đu đủ để đó không? Đó, canh đu đủ nấu nước thịt để đây không? Đu sạch nữa mà. Sao nó chụp gà nó không để vô cho được rồi ba nó cá với ngoại rồi. Để nó theo cái đường tính. Mời là con lấy mấy cái đầu cá về ăn chứ kho mấy ừ. Gì nó ăn. Có kho lạc kho mặn gì ăn đi. Kho công cũng được. Chứ thương. Rồi ăn đi. Ở con cá con ăn. Để chứ bà ngoại để đồ ăn nó không biết làm sao. Rồi lâu lâu mẹ để bít màn hình. Lâu lâu mới gửi mà nói con nói ngoại rồi ngoại từ từ mua đồ ăn. Gửi đồ ăn mà còn vậy gửi tủ lạnh mà Ngân đem đi thành phố cái gì. Mời ăn đi, ngày nào xong cưới cơm là mừng, xong nấu xong xuôi hết mừng.
Ngon con, dễ không? Ý là con thích vị gì không? Không biết mày mốt mày, mày làm. Con quay xong nó mặt con tiêu. Mì xuống, bà mới bán mì xuống suốt luôn. Giờ nào không có nè. Người ta đem qua. Thịt con không có trộn chung vô gỏi. Mình nghe đâu có. Thịt con có trộn chung vô gỏi, mình sợ nó bị trộn bị bở. Để vậy mình kẹp mình ăn. Giống như mình ăn thịt luộc mà mình kẹp chung với gỏi đủ mình ăn vậy. Chấm mắm mình ăn. Ai muốn ăn gỏi thì ăn, ai muốn thịt luộc riêng thì ăn. Ủa thơm chẳng còn mày không thấy hả? Trời không đủ á. Tao tưởng mày thấy còn bịch á. Nhỏ nhỏ hai lá quế đâu anh. Với không lưỡi, với màu gai. Ngon giới thiệu với cả nhà là nó món mắm đặc sản miền Tây. Đặc sản Vĩnh Long làm mắm cá vàng. Ở đây là Cù Lao Dài, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Lâu lắm rồi Ngân mới làm clip ăn mắm này nè. Cay cay quá. Gỏi gì hả? Thấy bộ thơm à. Thấy bộ vô gỏi vậy hả? Kiếm đựng đựng xuống hả? Kêu ngoại đưa cho con. Mẹ đưa chén nó xong cho nó kiếm đựng xuống. Để vậy chắc nè. Chạy ăn cho thơm ha. Có mấy miếng phổi nè. Chạy thơm. Lâu lâu ăn gì ngon nha cả nhà. Nào đi cả nhà làm món này. Chú ăn mắm nè con. Đổi đủ kẹp mắm ăn. Không còn gì đâu. Mốt mày lên phố mày làm cho con. Mày mua bún gì mày cắt giá dưa leo nhỏ nhỏ, cắt rau thơm nhỏ nhỏ, trộn bún vào chan mắm thì thịt mình chan vô ăn cho con ăn. Nghĩ làm sao nó không ăn được, nó không ngon. Nếu nó nói cho từ chối luôn. Con ăn. Hỏi chơi luôn. Nhờ ngồi năn nỉ nó tới gãi lưỡi luôn không ăn. Như đây là 25.000 tiền bánh. Mì 10.000. Bánh cam bánh cầm ủa như ta 30 chứ 4 cái bánh cam với là 2 cái bánh cộng bà 2 cái bánh cộng cho thêm cái coi như là tính 15.000 với là 5.000 này 30.000 tiền bánh. Hồi đó mình thời xưa mẹ mần một ngày làm có 10 mấy ngàn ha, làm gì mà dám cầm tiền mà mua 30.000 tiền bánh. Mà thật ra nói ra thì chứ thời xưa khác, thời giờ khác. Ngày mà cũng 10 mấy ngàn. Có khi không làm ra tiền. Nhớ đó cho đi chạy mà. Bán tép cá nhín nhút mà bán lâu lâu mới có được 1 ký tép bạc đi chạy mọi thấy bà luôn. 1 ký tép bạc bán được có 12-13 ngàn bạc. Để dành mua gạo à. Giống như 3 ngàn hồi đó, giống như 30 ngàn giờ kiểu vậy. Mấy chục năm trước rồi. Giờ đi chợ mua đồ ăn không dám mua gì nhiều đâu. Nhín. Nghe đồn đồ ăn lên giá nữa cả nhà. Mà không phải nghe đồn gì, mình đi chợ mình biết luôn. Ông xã Ngân nói lúc ra trên phố là ta nhóm lên giá hơn và cái tiền đồ ăn nhỏ mì bình thường 20.000 nay lên 25.000 rồi tất cả các thứ đều lên vài ngàn nhé chứ không phải là riêng bánh mì đương chưa kịp lên đồ ăn đó lên trước rồi nghe con Thanh lên lương gì đó bắt đầu đồ ăn bắt đầu lên giá cũng chưa phải kêu nó đẩy rồi một cân nó bảy tăng lương nhiên chức từng thì nào tăng lãnh lương
chưa kịp lãnh lương, chưa kịp tăng lên, chưa kịp lãnh lương lương tháng tháng lương tăng đầu tiên nữa là đồ ăn đã lên trước rồi. Tôi no hả con? No. Ngon. Ngon ha. Chấm muối tiêu rồi. Chấm một lọ mày. Ngồi hồi lại ăn lọ mày. Nó lấy cho mẹ hai muỗng cà phê luôn. Gỏi này nè mẹ. Bây giờ xiên xiên á, lấy bánh tráng. Cuốn. Chấm mắm nè. Vườn cây ăn trứng với vườn cây rồi. Chú nó mới ngủ dậy á cả nhà, cho nên là nó chú muốn ăn nên ăn ít hồi còn sợ bánh tiêu. Mà bữa nào mà không mua đồ ăn sáng á thì chú dậy sẽ dậy sớm hỏi mẹ có đồ ăn sáng không, còn bữa ăn đi mua đồ ăn sáng á thì có cơm. Sáng rồi quay nó đuổi, nó đuổi mẹ. Ừ? Hết ăn sáng rồi. Con hả? Chuyện ăn gì nó ăn sáng sao ăn. Lê quay mẹ mặn có vườn ăn như chợ nấu cơm đuổi. Rồi. Thí dụ ngồi được cạp được trái bắp hay là ăn được miếng bánh cam cái cũng tranh thủ. Tranh thủ đi làm công chuyện rồi. Nấu cơm nè. Bây giờ là không có đi ruộng như kiểu như hồi đó, chứ nếu mà đi ruộng mà đem theo đồ ăn là phải 4 giờ sáng phải dậy nấu cơm dở theo. Đem theo cho cả nhà ăn luôn. Hồi xưa mà ruộng nó vui mà. Nhất là mòn lát á. Mòn lát vui. Rau đổ. Nay tại nắng phơi mấy con khô ngon. Hôm qua phập phồng phơi sợ mà ai ngờ buổi sáng không mưa có chút xíu, cái trưa cũng nắng tới chiều luôn. Phơi mấy con khô á, trời nó trong veo à, ngon ghê. Mưa ha, nắng nó dữ dội luôn, chứ không nắng mà dịu dịu. Quên đó, miếng ngô thơm nãy con có bỏ hết. Bỏ hết. Ăn tới rau. Nãy gặp chị Mẹo trong chợ. Nghe hả? Dặn chị có tép gì chị hú em, chị gọi em xin số điện thoại. Nói chuyện đó lúc gài cũng đầu con nước á, vô chảy không biết là nó có nhiều không, chứ thường thường đầu con nước nó ít á, không biết có hay không. Bả tên Mẹo hay là chồng bả sao? Chồng. Biết bà tên gì á? Biết tên gì á. Em gái của cái chị đó là bạn học của Ngân. Tên Thía á. Là nguyên một cái sao không biết hả? Anh chị em là tên gì Thấm Thía gọi gì nữa, nói chung là chữ thờ không à. Nguyên đám anh em nhỏ bạn quá. Sao không biết hả? Sao không biết? Bạn học quá hả?
hồi lần nó ra đây chơi mà nó còn hồi nhỏ cũng vậy còn được biết là chị á biếu nó giống như cha hả vậy hả đứa lại hỏi mà hỏi chị phải chị thiếu không thấy giống ừ nó phải chị vậy hả? Thiếu này sinh đứa thứ hai rồi con gái hai đứa con gái vậy là hai đứa giờ gặp lại không biết còn nhớ không quên rồi. Tại cái mặt nó thay đổi thay đổi thôi nó già hơn chứ cũng không có gì khác hơn có con có phải lớn đủ phải già nữa nhớ bạn ngân á lâu hồi đó giờ đâu có gặp đâu cái tình cờ nó thấy ngân trên Facebook nó gọi cái cũng lâu rồi cũng cũng có họp mặt cũng lại tới nhà nhớ bạn ngân chơi ngân cho biết nhà đợt hỏi nó cái bữa đợt sau cái nó thấy ngân đi với bà nó hỏi mà chiều đó tôi thấy bà đi với bà phải không mà sao dạo này cái đầu bà vàng dữ vậy mà sợ tôi sợ không phải đợt rồi ngân về ngân nhuộm cái đầu nó vàng khè à vàng cháy luôn á cười không chết cái con gặp ông chồng của nhỏ bạn con mà mua bưởi à, nói chung là gặp lòng rồi cái không nhớ cái đợt đó con thấy mua bưởi ngoài già mình nè cái con đứng con cũng dòm con cũng không hỏi cái chồng nhỏ bạn con nói trong bụng thôi thấy con lơ con không hỏi nó sợ con lơ con không hỏi thôi nó cũng hỏi luôn thấy mày giống quá à không biết phải rồi hả nó biết con nhưng mà con quên vậy hả đi con mới gặp con lần ông chồng cũng nhớ bạn cái ổng cũng không hỏi con nó thấy con lơ nhiều khi con nhớ mà con không hỏi thì thấy con lơ thôi ông chồng cũng hỏi con cái con nói nhưng hồi con mới hỏi ủa sao em thấy anh quen lắm như em gặp anh ở đâu rồi vậy hả tài ơi anh là chồng của con Kiều nè em trời ơi thế là vậy hả em quên vậy em quên chứ không phải em không hỏi anh em nhớ là em hỏi liền luôn á không phải thấy mà lơ mà bơ đâu cười quá dễ hả nhớ bạn không lại giờ để đứa thứ ba đó nha mà nhân con đứa gái lớn người ta học xong đại học á cũng tu nó còn chí chiếu có trụng sớm ngưỡng ghế thứ hai như học 12 còn thằng Út mới đẻ được mấy tháng 20 tuổi có chồng thải rồi kiểu như ham trai đẻ thêm trời ơi con thấy con ngán muốn chết tự nhiên giờ cỡ như con cái tự nhiên ôm đứa con nhỏ đỏ hỏng ngán muốn chết nuôi con thức đêm thức hôm ngán thấy bà cái con hỏi bộ dở kế hoạch ha muốn đẻ nó trời ơi tôi muốn đẻ chứ tôi ham trai cường chết chứ phải giữ kế hoạch gì mà ham trai đẻ ra sao mà hay dữ không biết ham trai cái đẻ được trai hay cái nghe ủa nó có con chấm rồi nè lấy chấm này tính ra em nó dữ cái chen cái này tôi ham trai tôi đẻ trai mà hay ha cũng được ham trai mà thôi đẻ ra con gái nữa ba đứa con gái là nó đẻ nữa cho bốn đứa cho chết ai cũng vậy đẻ con gái thì trời con gái giờ ngon với bộ được hồi xưa trọng nam khinh nữ ha giờ đẻ con gái rồi trời đi làm kiếm tiền nó lo cho mà đầy đủ luôn với ở đó để chứ cũng ham trai nói chung ai có trai ham gái ai có gái ham trai vậy thôi nhưng mà ông xã ngân hỏi không hồi lúc ngân mới siêu âm mới siêu á ông hỏi trai con gái anh bình tĩnh bình thường không có gì ngân tính ông không thích không có tỏ vẻ là anh thích con gái hay là mừng vậy ha mình nghĩ là chắc ông thích con trai mình thinh bình thường vậy mà cuối cùng đẻ nó ra rồi bây giờ ông cưng tao nói muốn đội tà non cưng vàng cưng ngọc chứ như vàng như ngọc vậy tớ ngại cái em công chúa của tôi cái yêu của ba trời hai vợ con nó giống như hai anh em vậy ôm hôn chụt vậy cái yêu của ba hồi lúc mới vô anh thêm nghe biết con gái buồn so à nói chung là không phải là buồn quá mà cũng không phải là vui tỉnh lắm đâu không thích
chung hồi đó con nghĩ chắc là chưa đẻ ra rồi chắc cũng thích con trai mà ha, sau này đẻ ra cái biết mặt mũi rồi thấy cưng ha. Ăn vậy con ấm ngọn ham cho có nhiều lần ông ham gái lắm mà ông nói tình hình chung á. Ừ, nó buồn luôn, hai người chồng lên suốt luôn, mà hai con trai gái dữ lắm nè, muốn hỏi nó kêu anh chứ, nói người ta chứ, mặt biết chuyện. Ăn mì bạn ngon, ăn đủ thứ hầm bà lặng rồi, ăn nào vịt lộn, nào mì, nào bánh, rồi xong, hết đường tiêu hóa luôn. Chặt nước cái bao tử ăn cho mà họ uống nước nó chăm bao tiêu ngon ghê, mỹ chuẩn ngon à. Hồi sáng á con thấy con vô con thấy xài bánh còn nhiều dữ lắm nhiều, nhưng mà hình như có mấy sạp nghỉ hả, phải không, nghỉ luôn hay là nghỉ sạp nghỉ nhiều tạm nghỉ nghỉ hả, không biết nghỉ nhiều lắm, làm như bán thì cũng bán mỗi lời chậm quá rồi nhiều người bán quá bán người kia không. Không có lợi nhiều bánh còn dư quá trời lỗ. Đúng rồi. Chợ này bán bánh dữ luôn. Ừ. Dữ hơn chồng cha. Chồng cha còn đâu. Bán sập bánh chồng cha muốn dẹp hết luôn cả nhà. Dẹp. Lần nào ngang qua mấy cô cũng than ế quá trời ế luôn. Con mua ủng hộ cô này kia mà ế thiệt á. Không phải là người ta than bình thường mà người ta than ế thật. Hồi xưa bánh phà còn dưới đó người ta đã than ế. Còn giờ bánh phà giờ về đến đây còn ế dữ không? Tắt người đi xe người ta tắt vô chợ người ta mua này mua kia đem đi thành phố ấy. Còn giờ bánh phà giờ anh đang ta làm biến đi xuống dưới đi xa lắm phải đi bộ mà biến hấp thu dữ lắm phà đâu ngày là mấy tiện hấp thu no quá đi nhưng mà vẫn ăn miếng bánh nữa, về quê là phải ăn bánh thôi. Nãy không ăn nguyên cái thì mẹ cái con bẻ nữa ăn chi con nữa vậy. Ăn đi. Thôi chiên nữa nè. Chiên nữa. Thôi đừng ấy, đừng ấy. Trời này lặng tâm. Trời nắng này chắc ăn mấy ông đi bẻ dừa mua dừa rồi kiểu dễ đi mua bán ha. Ừ. Mua đi cực. Đi bẻ dừa. Thở luôn. Ngước lên thả họng. Nghe câu hai mình thấy cũng chết. À, đó nắng nắng chứ đâu đến đổi mà mần còn được. Mưa hai nó mà, bẻ dừa nó dơ đâu mà bắt đầu vớt đâu tâm về tâm dừa là ngồi thở rồi mà làm nổi. Còn đó làm thì thiên không sao, nên mình giờ quá trời nắng vậy. Bởi vừa nặng nề lắm rồi. Nắng quá nhiều mà. Giật cu liêm. Cái người giật cũng nặng mà cái người sát còn nặng dữ nữa, gom á. Gom xuống kia. Giờ nắng lên trời. Nắng lên lửa đó. Trời làm con ta ngày càng khổ. Mần ăn. Mần ăn đã khó khăn rồi còn nắng hạn hán. Mắm này bỏ vô keo gì vậy để vô keo vô hũ keo. Vô cái bọc ủa hay vô keo để tôi rảnh đấy rồi về bữa cũng vô bọc rồi đi luôn vô keo chi mất coi. Cậu hai nói bẻ dừa bị dừa rụng hoài gì dừa rụng vô đầu cả nhà, ủa này dính gì ta, cái này đường khác hả, cái là người ta chiên bị khác gì dính lắm giống như hộp tiêu. Làm ca nước uống sạch bách luôn. Giờ uống nước còn ngon ăn cơm. Mần ba có mấy đai nó xuống. Móc á. Thèm lắm trời đâu. Ở vườn mà. Đi ra là người ta biết ở vườn.
ghê. Hồi xưa còn mặn lát mặn thúi móng tay không chừng được, ăn thúi móng tay không chừng luôn, thúi mà cái móng nó bị rút lại luôn, mất cái móng luôn, sưng cái móng nữa nè. Nhớ rồi đó, bà ngoại bị nước ăn, bà ngoại bị nước ăn cái bà ngoại nhiễu đần cày vô vô cái khóe chân á, ngứa ngứa mà nhích. Bà ở thành thị đâu có biết cảm giác mà nói lên sơn móng tay không chừng thôi giục luôn. Ăn sơn ra xong rồi đi ra giường, bằng có giường mặn ngày sơn không biết ăn ngắm, mặn ngày banh banh bụng chân nó thầm thì còn vẽ móng rồi người ta đắp móng đắp bột rồi này kia. Về đây mà đắp bột chứ không biết đây mà đắp tốn tiền như để làm gì phải không, đắp xong mà ngày mà vợ dân dân dên tróc banh hết như trẻ đói á, lũ cáo lũ tép mà cáo không tép, nước nó ninh nó trong tay trong chân suốt ngày ở đó mà móng tay móng chân làm mình giúp mà lấy khóe mà lấy khóe móng rồi là giết banh móng nước ăn phải cướng nước ăn giữ ấm nữa nhỉ, ăn bằng tay của chúng mà tiêu luôn nó lỡ ai cũng làm nghề mà cả đấy bắt cá đậu dưới nước dưới sông rồi mới biết bà con mình cực khổ đi răng rồi đi này kia mất đêm nước hôm rồi nữa mới kiếm được đồng tiền thì cái người nào cũng có cả mà đăng có chài có nhà mình gái có lưới có cào lợp có cha cào nữa nè cào có ở ngày nào đó hồi đó cha đi đặt lợp á cha con đi đặt lợp mà lợp tôm á mẹ bỏ ngồi dừa vô trong cái lợp á rồi đặt xuống sông á đi thăm lợp thấy bà luôn. Ngân hồi đó nhỏ Ngân cũng hay phụ lắm, mỗi lần mà cha kết lợp lại là Ngân phụ Ngân làm. Nào thấy là bộ làm nhiều ngân phụ gì cũng có hả tỉnh trời đi chài thì chèo xuồng thiếu ngày nào không ăn chèo xuồng chài lâu quá không có chèo xuồng giờ với chỗ mình không ngoài giờ chèo cũng không nổi thiệt chèo vô xuồng là vô tới chợ chắc chết hồi đó đi đâu cũng chèo chứ giờ đi chèo vô tới chợ rồi nắng chân đông đỏ hen mình chài rồi giấc trưa 12 giờ cũng vẫn đi chài ào ào cũng không có gì mà tại giờ giờ mà đi chơi chợ xuồng đi tới chợ đi sạc bình coi cái lương như hồi xưa chắc thôi nghĩ vẻ hồi đó là sạc bình đó coi phim nữa sáng đi về xong rồi chiều đi lấy xong rồi chè ông bận về nó ngày bốn bận nữa nó có bình để mình kẹp coi tivi coi phim rồi các bạn ở nhà cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngọc ngày không nước đá nãy đã thì nó tan hết rồi Ngọc nè. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân nha. Đăng ký kênh ủng hộ Ngân để cho Ngân thêm động lực làm thêm nhiều video mới nữa nha. Rồi Ngân cũng ăn no rồi. Bây giờ Ngân kết thúc video ở đây luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân nha. Đăng ký kênh ủng hộ Ngân để cho Ngân có thêm động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa nha. Bye bye.